Bạn đang tìm kiếm một dòng máy băm cỏ có hệ thống băng tải cuốn nguyên liệu tự động. Một dòng máy băm cỏ thế hệ mới nhất, nhỏ gọn, chuyên phục vụ cho các hộ chăn nuôi gia đình. Vậy thật tiếc nếu quý vị bỏ qua video lần này. Công ty Bình Quân xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy băm cỏ G250 với tiêu chí nhỏ gọn, băm nhanh, băm an toàn. Sử dụng động cơ 2,2 đến 3,5 kW, nguồn điện dân dụng 220V, cho ra năng suất đạt từ 1,2 đến 1,5 tấn trên giờ. Quá trình bàn giao và thử máy cho khách hàng sẽ luôn luôn được vận hành ngay trực tiếp tại xưởng sản xuất, dưới mọi sự hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ từ các kỹ thuật viên, từ khâu chuẩn bị, khâu kiểm tra máy, khâu vận hành, khâu vệ sinh và khâu bảo dưỡng máy. Nên khách hàng rất yên tâm dưới mọi sự hỗ trợ về kỹ thuật trong suốt quá trình vận hành sản phẩm của công ty chúng tôi. Sau khi kết nối với nguồn điện tải 220V thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình chạy máy. Nguyên liệu chính chuyên sử dụng cho gia súc từ trâu, bò, dê, ngựa là cỏ voi và thân cây ngô. Vậy quý vị hãy cùng đón chờ thành phẩm sau khi băm ra sẽ không khiến quý vị ngồi trước màn hình đây phải thất vọng đâu ạ. Cơ chế hoạt động là nguyên liệu sẽ được băng tải và quả lô kẹp kéo cuốn tự động đi vào buồng băm. Quý vị có thể thấy, khi sử dụng băng tải tự động hóa, quý vị không cần phải đưa nguyên liệu vào quá sâu trong buồng băm, vừa đảm bảo tính an toàn cho người vận hành, vừa đảm bảo nguyên liệu nạp vào buồng băm đồng đều, không gây nặng tải cho máy. Việc băm nguyên liệu là thân cây ngô hay cỏ voi quá dễ dàng và nhờ vào động cơ kéo tải 2,2 kW được lắp kèm với máy, quý vị có thể đạt năng suất từ 1,2 đến 1,5 tấn thành phẩm trong 1 giờ làm việc. Năng suất quá ấn tượng đúng không quý vị? Khách hàng của chúng ta đã rất ưng ý với dòng sản phẩm máy băm cỏ G250 Bình Quân. Và với buồng làm việc gồm 5 dao 2 lưỡi là dao băm chính được thiết kế dạng xéo cắt chéo thành phẩm, hỗ trợ kèm đó là 27 dao băm nhỏ giúp thành phẩm được băm nhỏ hơn nữa. Quý vị có thể thấy, buồng băm sau khi băm xong không hề có hiện tượng bết dính của cỏ. Không những vậy, buồng băm hoàn toàn sạch sẽ, không đọng lại thành phẩm. Nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm máy băm cỏ G250 của công ty Bình Quân chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình hoặc để lại bình luận để được nhận tư vấn. Xin kính chúc quý vị chăn nuôi thành công!